Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh qua đời vào sáng ngày 4 tháng 3 do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 92 tuổi. Chia sẻ với Dinh, đại diện gia đình cho biết nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh vừa qua đời vào 2 giờ 50 phút ngày 4 tháng 3 tại nhà riêng. Ông ra đi trong vòng tay của người thân, hiện gia đình nghệ sĩ chưa có thông báo về tang lễ. Nhiều năm nay, sức khỏe của nghệ sĩ Trần Hạnh suy yếu vì tuổi già, không còn tham gia đóng phim. Các bác sĩ chuẩn đoán mắt phải của ông hỏng hoàn toàn, thị lực mắt trái giảm sút. Hàng ngày ông vẫn phải ra cửa hàng, ở ga Trần Quý Cáp, ngồi trò chuyện, hàn huyên với bạn bè. Năm 2019, khi nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân ở tuổi 90, nghệ sĩ Trần Hạnh rất vui và xúc động. Con gái của ông chia sẻ, cả gia đình tự hào khi những đóng góp của nghệ sĩ đã được đền đáp và ghi nhận. Chị kể, đầu năm 2019, diễn viên gạo cội từng bị ốm nặng suốt 3 tháng, tưởng chừng không qua khỏi. Khi biết tin được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, ông vui và khỏe lên rất nhiều. Như mọi người cũng biết, ông sống giản dị và chân thành lắm, dù được danh hiệu hay không thì vẫn vui. Ông không muốn phiền hà con cháu, nên ban đầu còn định đi xe ôm đến buổi lễ, dù các con đều có xe đưa đi. Hôm ấy, hai người em gái của ông cũng đến, chị nhớ lại. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh sinh năm 1929 tại Hà Nội là một nghệ sĩ gạo cội gắn bó với nhà hát kịch Hà Nội từ khi tốt nghiệp cho tới nghỉ hưu năm 1989. Trên sân khấu, nghệ sĩ Trần Hạnh có nhiều vai diễn xuất sắc với vở như Lam Sơn Tụ Nghĩa, Tiền Tuyến Gọi, Già Kén, Âm Mưu và Tình Yêu. Không chỉ nổi tiếng trên sân khấu, nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh gắn với nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Chiếc Bình Tiền Kiếp, Tướng Về Hưu, Chuyện Cổ Tích Tuổi 17, Nước Mắt Đàn Bà, Cuốn Sổ Ghi Đời, Hãy Tha Thứ Cho Em, Ngõ Lỗ Thủng, Làng Nổi, Bão Qua Làng. Năm 2017, ông còn tham gia một vai nhỏ trong phim điện ảnh Cha Cõng Con. Diễn xuất của nghệ sĩ Trần Hạnh được giới trong nghề, đồng nghiệp cùng thời ghi nhận. Ông từng giành huy chương vàng với vai diễn Nguyễn Trãi trong Lam Sơn Tụ Nghĩa. Khi ấy, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng nói, trong số các diễn viên đóng vai Nguyễn Trãi, Trần Hạnh toát lên phong thái hào hoa của người Hà Nội. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11, nghệ sĩ Trần Hạnh đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Nước Mắt Đàn Bà. Năm 2010, ông cũng nhận được giải cống hiến cho phim Ngõ Lỗ Thủng của đạo diễn Quốc Trọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.